Hôm nay ngày 8 tháng 2, tức ngày rằm tháng Giêng, là ngày tổ chức lễ hội truyền thống tưởng nhớ đến đại danh y Lê Hữu Trác. Thực hiện chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng chống trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra và công điện số 174 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tạm dừng các lễ hội tại Hưng Yên để ngăn ngừa virus corona. Ủy ban Nhân dân xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ đã không tổ chức lễ hội, chỉ dâng hương tưởng nhớ đến công lao của đại danh y. Lê Hữu Trác có hiệu là Hải Thượng Lãn Ông, sinh năm 1720 tại làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương, nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ. Ông mất ngày rằm tháng Giêng năm 1791. Song tộc ông vốn có truyền thống khoa bảng, ông nội, bố, bác, chú, anh và em họ đều đỗ tiến sĩ và làm quan. Ông tinh thông dịch lý, văn chương, nhưng được biết đến nhiều hơn với vai trò là thầy thuốc. Y thuật và y đức của ông nổi tiếng khắp nơi. Ông từng được vời vào kinh chữa bệnh cho Thế tử và chúa Trịnh. Sự nghiệp y học của ông được tập hợp trong bộ Y tông Tâm lĩnh gồm có 28 tập, 66 quyển. Ông còn là một nhà văn xuất sắc với tác phẩm nổi tiếng Thượng Kinh Ký Sự. Hàng năm vào rằm tháng Giêng là ngày giỗ của ông, đều được nhân dân và chính quyền địa phương tổ chức trọng thể. Lễ hội thường được diễn ra vào hai ngày 14 và 15 âm lịch với nghi thức tế lễ cùng phần hội như hát quan họ, chơi cờ tướng, cầu lông. Tuy nhiên năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, nên lễ hội đã không được tổ chức. Việc triển khai các biện pháp phòng dịch và dừng khai hội đã thực hiện đúng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời giúp người dân nâng cao nhận thức về phòng tránh dịch bệnh. Và năm nay thì công tác tổ chức lễ hội của Hải Thượng Lãn Ông nói chung là vẫn đúng nghi lễ thôi, thế nhưng mà rất đơn giản và nói chung là tổ chức tương đối tốt, vệ sinh tương đối sạch sẽ và tổ chức tốt các biện pháp phòng dịch để đảm bảo ngăn ngừa tối đa cái sự lây nhiễm của bệnh corona. Tuy lễ hội không được tổ chức, lượng du khách đã giảm nhiều so với mọi năm, nhưng nhân dân địa phương vẫn đến dâng hương để tưởng nhớ đến công lao to lớn của đại danh y Lê Hữu Trác. Dù là lễ hội đông hay ở mức độ là gọn nhẹ như thế này, nhưng mà chúng tôi vẫn với tâm lòng thành kính đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã làm rạng rỡ cho quê hương Hưng Yên và nền y học dân tộc của nước nhà.